Hi, xin chào tất cả các bạn độc giả của South Star. Hiện tại Minh Tú đang có mặt tại quán cà phê chờ đợi đến lượt của mình để phần ghi hình của The Look. Và mình là một trong ba mentor của chương trình The Hair năm nay. Xin chào tất cả các quý vị độc giả của South Star. Mình là Kỳ Duyên và hiện tại thì Kỳ Duyên đang có mặt tại buổi ghi hình tập 2 của chương trình The Look Vẻ đẹp thương hiệu 2017. Và Duyên xin xác nhận Duyên là một trong ba huấn luyện viên của chương trình The Look Vẻ đẹp thương hiệu 2017. Hãy cổ vũ cho Duyên nhé. Xin chào các bạn độc giả của South Star. Hiện tại thì Phạm Hương đang có mặt tại set quay ở những tập đầu tiên của The Look. Và đây sẽ là một chương trình với phiên bản hoàn toàn mới và chắc chắn sẽ tạo rất là nhiều được dấu ấn và sự thu hút. Và hãy đón chờ Phạm Hương và team Phạm Hương với phiên bản mới của The Look nhé.